Hello các bạn, video này được tài trợ bởi Sama Shop, nhãn hiệu bán linh ta linh tinh trên Shopee. Nhân dịp thầy Gozo được cải tạo thành công ở trong tù thì Shop Sama xin được bán những sản phẩm về thầy. Trời đất ơi, để giấy kiểu gì mà sao để cho con mèo nó cắn thế này, giấu răng của nó luôn này. Tấm này bán nhé. Văn phòng có nuôi mèo nên thành ra nó cắn bấy nhầy mấy cái tấm này. Đây là tấm poster mà thầy Gozo được vừa mà được cải tạo thành công ở trong tù. Các bạn có thể mua về và dán bất cứ nơi nào, sẽ được khuyến mãi những miếng keo dán để các bạn dán lên bất cứ đâu, ví dụ như là tủ lạnh hay là tivi, cũng có thể là máy giặt. Hãy click vào đường link bên dưới để có thể ủng hộ Shop Sama cũng như Anime Rewind nhé. Cảm ơn các bạn. Bye. Gái anime, một cái đề tài không còn xa lạ gì với những anh bạn weebu đã quyết tâm từ bỏ 3D để đi theo con đường chân lý của 2D. Riêng nói về gái anime thì luôn có vô số thứ để bàn tới. Chưa kể tới việc mô típ của 2D còn vô cùng hay, thậm chí còn đa dạng hơn cả 3D nữa các bạn ạ. Nhưng mà có một chủ đề tôi khá là thấy thích thú về gái 2D, đó là các kiểu dere. Nói tới đây các bạn đã thấy hứng thú chưa? Nhưng mà trong một bể những cô nàng xinh đẹp kawaii của anime, mỗi người cũng chỉ có thể chọn cho mình vài mô típ hay kiểu người mình yêu thích. Và để bắt đầu, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một trong những mô típ gái 2D thường thấy và đa số các nam weebu cũng thường thích, đó là tsundere. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về dạng nhân vật này và hãy cùng hiểu nó hơn dưới một góc nhìn nào đó khoa học hơn một chút nhé. Video này chỉ mang tính chất for fun, không có ý đả kích hay chọc ngoáy bất cứ một đối tượng hay nhóm người nào. Nếu có gì chưa ưng, các bạn có thể góp ý xuống phần bình luận phía dưới nhé. Còn giờ thì hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình về gái anime của chúng ta thôi. Tsundere từ thuở sơ khai của anime cho đến nay xuất hiện rất nhiều trong vô số bộ anime và thể loại khác nhau. Miễn là tác giả muốn thì kiểu gì cũng sẽ có một nhân vật sở hữu mô típ này. Vậy tsundere là gì? Đây là một cụm từ để chỉ hay nhắc đến những nhân vật bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng, đôi khi là có phần hơi thô lỗ, thù địch đối với một số nhân vật khác, thường là nhân vật chính. Và đối tượng bị đối xử như vậy cũng thường là đối tượng tình cảm chính của dạng nhân vật này. Tính cách và hành động cư xử như vậy nhằm che giấu hay lấp liếm suy nghĩ, thái độ tình cảm thực sự của họ, khi bản chất họ thực sự quan tâm và yêu thương đối tượng. Về nôm na ra dễ hiểu nhất thì nó sẽ là như vậy. Và có lẽ các bạn cũng đã hiểu khá là rõ kiểu nhân vật này rồi. Kiểu gì cũng sẽ gặp ít nhất một hai nhân vật như vậy trong những bộ các bạn đã từng xem hay đọc. Nhưng mà tôi chắc cú vẫn cứ giải thích ra cho cẩn thận, nhỡ có người không biết thì sao. Về lịch sử hình thành, nói thật là chúng ta không có thông tin nào rõ ràng đâu là nhân vật tsundere xuất hiện đầu tiên trong manga hay anime. Nhưng một số thông tin có nói về nhân vật Lum trong series manga Urusei Yatsura là nhân vật tsundere xuất hiện đầu tiên và cũng là nhân vật moe đầu tiên. Một điều thú vị khác đó là từ tsundere là một từ ghép, trong đó sun được lấy từ sun sun hay có nghĩa là cau có gắt gỏng, và dere được lấy từ dere có nghĩa là âu yếm ủy mị hay trìu mến cũng được. Với việc hiểu rõ nghĩa và cấu tạo của từ tsundere như trên, chúng ta có thể thấy rõ bản chất của nó muốn miêu tả hay nhắc đến một con người như thế nào rồi đúng không? Bên ngoài lạnh lùng, gắt gỏng hay cau có, nhưng thực chất lại rất ủy mị, dịu dàng và muốn được yêu thương. Ui trời ơi, kiểu con gái như thế này thì nói thật, 2D hay 3D thì ông nào cũng sẽ phải đổ gấp thôi. Tôi lại nói như vậy nhỉ? Tại sao tôi lại nói như vậy nhỉ? Như đã nói ở trên, họ thường có tính cách bên ngoài là rất cau có, gắt gỏng và thường tỏ ra éo quan tâm đến đối tượng mà họ rung động. Đôi khi thậm chí họ còn có một số hành động hơi quá trớn một chút với đối tượng và nó ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ tâm tư thực sự của họ dành cho người kia. Một lúc họ có thể rất đáng sợ, nhưng bất thình lình họ lại có thể cho người kia thấy họ đang quan tâm, lo lắng cho họ. Điều này có thể được thể hiện qua một số hành động như làm đồ ăn trưa cho nè, hay là lo lắng chăm sóc khi đối tượng kia bị thương hay là ốm. Tuy nhiên, dù họ có thể hiện hành động ra bên ngoài quan tâm là thật, nhưng mà đầu óc của họ vì cái tôi hơi lớn một chút và không muốn bị phát giác tình cảm, nên kiểu gì thì kiểu, họ cũng sẽ vẽ ra một cái lý do hay lời ngụy biện nào đó để phản bác lại hay lấp liếm tình cảm thực sự của mình. Mặc dù việc họ làm như vậy đối với người ngoài chả khác gì một sự khẳng định rõ rệt về việc họ thực sự có tình cảm với người kia. Tóm lại là để giữ thể diện và cái tôi, họ gần như không muốn thổ lộ tình cảm thực sự hay để lộ nó ra ngoài. Ngay ở trên thì hơi phức tạp một tí, nhưng mà nói đơn giản là như thế này. Tao thích mày, nhưng mà tao không muốn bị phát hiện. Nhưng mà tao lại vẫn muốn quan tâm đến mày qua hành động. Nhưng mà tao phải nhắc cho mày nhớ là tao làm điều đó không phải là vì tao thích mày. Nhưng mà mày nên biết là tao thích mày. Đấy, dễ hiểu không? Ngoài ra, họ cũng có thể sẽ không bao giờ nghe lời người khác nói hay phủ nhận tất cả những gì liên quan đến việc họ thích một ai đó và luôn luôn lảng tránh đề cập đến chủ đề này. Tuy nhiên, nếu được tiếng gọi của tình yêu vẫy gọi, họ vẫn sẽ nhanh chóng leo đeo bám theo đối tượng vì bản chất thực sự là họ yêu hay thích người ta. Một số câu nói chúng ta thường thấy ở dạng nhân vật này phát biểu, ví dụ như là tôi làm như vậy không phải vì tôi thích cậu hay gì đó đâu, không có nghĩa là tôi thích hay gì đó đâu nhé.
hoặc là đừng có mà hiểu sai vấn đề. Và một cụm từ luôn luôn dính chặt với mồm của mấy thí này đó là Bakayaro hay đồ ngốc cho đối tượng họ thích. Kiểu gì đến một thời điểm nào đó trong bộ phim, họ cũng sẽ lôi từ này ra để gọi cái người còn lại kia. Với một tổ hợp combo khó hiểu như trên, dạng nhân vật tsundere kiểu này thường rất dễ gây ấn tượng với chúng ta. Cơ bản kiểu tính cách này vô cùng dễ để liên tưởng và in sâu vào tiềm thức, giúp nhân vật trở nên có chỗ đứng vững chắc trong lòng nhiều anh chàng weebu. Mà chẳng phải cần ở trong manga anime, ngoài đời mà cũng có một cô gái dư lay thì chắc gì các bạn không đổ đúng không nào? Chả làm gì, tự nhiên bị ghét, nhưng mà hay có thái độ hành động quan tâm dễ gây hiểu nhầm, mặc dù là muốn hiểu nhầm bỏ mẹ ra. Trời ơi, thế thì 9 trên 10 thằng cũng phải để tâm trong đầu, không ít thì nhiều, không thương thì cũng nhớ. Nhưng mà nói lòng vòng nãy giờ, chắc các bạn cũng đã thắc mắc một chút là tại sao mấy thím tsundere lại phải hành động phức tạp đến như vậy nhỉ? Thích thì cứ nói là thích, có phải đơn giản hơn không? Cái gì phức tạp dài dòng, luôn có một lời giải thích dành cho nó, vì không phải tự nhiên mà nó lại như vậy. Thường thì mấy thím tsundere có lòng kiêu hãnh khá là cao so với mấy kiểu nhân vật khác một chút, hay tỏa ra một aura dạng thánh thiện hơn người gần như đa phần thời gian. Điều này cũng có thể là một phần lý giải tại sao họ lại hành động oái oăm như vậy. Đơn giản vì họ có thể đến từ một vị trí quyền lực chẳng hạn. Nhà mặt phố, bố làm to, anh chị em gì không giám đốc CEO thì cũng toàn chủ tịch. Đôi khi họ là thành viên của hội học sinh, có thể là hội trưởng. Luôn luôn gương mẫu, ai ai cũng ngưỡng mộ như một idol trong sạch của giới trẻ trong trường. Và đôi khi trong một số trường hợp, họ nắm giữ được cả hai yếu tố trên. Vừa nhà giàu quyền quý, vừa nắm giữ vị trí quan trọng trong một tổ chức nào đó. Tuy nhiên, mặc dù có một nền tảng vững chắc với gậy chống lưng làm bằng kim cương pha carbon như vậy, họ thường không có một lý do chính đáng cho lắm để ngụy biện cho cái tôi lớn của mình. Và xét trường hợp này theo quan điểm của tâm lý học, đây có thể được xét vào một dạng nhẹ nhàng của sự đa nhân cách. Việc họ có kiểu ứng xử như trên là một dạng cơ chế thụ động của tâm lý, đánh giá và ở thấp người khác để giữ cho cái tôi của mình luôn ở một độ cao nhất định, có thể là hơn cả Lê Mắc 81. Tsundere cũng có một phần nào đó hơi giống với một số thể loại derê khác, gần nhất là Himedere, Ojidere và Kamidere. Ba cái này là gì chúng ta sẽ giải thích trong một số video sau, hoặc các bạn có thể tự mình tra khảo trị Google. Nhưng một đặc điểm chung mà tsundere chia sẻ với ba kiểu trên, đó là họ khá ngạo mạn, hay thích đặt mình làm trung tâm của sự chú ý một chút. Tuy nhiên, để tránh đánh đồng chúng với nhau, mức độ ngạo mạn và thích làm lỗ rốn của vũ trụ của ba kiểu trên mạnh hơn rất nhiều so với các nhân vật thuộc kiểu tsundere nhá. Vì đúng như cái tên của chúng, những dạng nhân vật thuộc ba kiểu trên thường muốn mọi người xung quanh đối xử với mình như là công chúa, hoàng tử và thậm chí là thánh thần trong mắt họ. Ngược lại, tsundere thường có một chút sự hòa nhã và thụ động hơn. Họ thường sẽ khó có thể phản bác lại trước những lời công kích của người khác về chuyện tình cảm họ cho là mờ ám, nhưng vô cùng rõ ràng đối với đối tượng ngắm đến. Kiểu bị nói vậy đúng quá không cãi lại được, đã thế lại còn sướng trong lòng. Vì bản chất các loại derê thường có một số đặc điểm khá là gần và giống nhau, nên việc phân biệt sẽ hơi khó một chút. Các bạn hãy cố gắng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và tránh nhầm lẫn giữa các kiểu derê và phân biệt họ một cách chính xác nhé. Quay trở lại với tsundere, các nhân vật thuộc dạng này thường xuất hiện chủ yếu để làm tăng sự kịch tính về mặt tình cảm, và một phần vì tác giả bảo nó là như vậy. Cái này thì quá là rõ ràng rồi. Tuy nhiên, vai trò của họ là rất quan trọng vì nó dễ gây ấn tượng với độc giả, và dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng không được phép mất đi bản chất tsundere của mình. Ví dụ như, dù họ đã thổ lộ tình cảm thực sự của mình với đối tượng rồi, và chẳng còn cái khỉ mẹ gì để phải giấu giếm đi chăng nữa, họ vẫn sẽ luôn giữ một thái độ y hệt như ban đầu, đó là tỏ ra gắt gỏng, cau có với đối tượng trên bề mặt. Lý do trả lời cho sự khó hiểu này là bởi vì tsundere là một trong những tip nhân vật vô cùng được ưa chuộng và dễ mến bởi độc giả. Các bạn thử nghĩ xem, bạn là một người thích kiểu nhân vật như vậy, và đôi khi nhân vật mà bạn yêu thích hay ở điểm là nó là một tsundere, tự nhiên một ngày nào đó hay một hôm nào đó các bạn lại thấy nhân vật đó mất đi bản chất tsundere của mình, thế thì còn gì nữa để mà yêu thích? Mất chất coi như mất fan. Về cơ bản là như vậy. Còn nếu phức tạp hóa lên và xét nó trong văn hóa harem, thường thì các tác giả luôn muốn nhồi nhét càng nhiều kiểu dạng nhân vật vào trong một dàn harem càng tốt. Điều này sẽ làm cho nó trở nên đa dạng, sống động và đồng thời thu hút được nhiều fan với những sở thích khác nhau hơn. Tsundere là một trong những motif nổi tiếng, nên chắc chắn một dàn harem tiêu chuẩn luôn phải có ít nhất một con tsundere. Chưa kể làm như vậy sẽ có nhiều người chú ý hơn, nên tội gì không nhét vào. Tsundere cũng góp phần làm đa dạng tính moe, hay giúp độc giả có thêm sự lựa chọn về những kiểu nhân vật dễ khiến cho họ đồng cảm và có thể là ngưỡng mộ chẳng hạn. Dạng nhân vật này cũng giúp tạo ra tính drama và sự hài hước trong các tác phẩm, nên chắc chắn không thể thiếu. Tsundere xuất hiện cũng là một dạng muốn thỏa mãn người xem, nhằm đem đến sự thoải mái và đồng cảm với nhân vật. Khi từ một con người cau có hay gắt gỏng và có vẻ hơi xấu tính một chút,
lại dần dần bộc lộ sự hài hòa, đáng yêu, thậm chí thấu hiểu. Quan sát quá trình này khiến chúng ta cảm thấy thỏa mãn và có cảm giác như đang góp sức trong việc thay đổi tính cách của nhân vật. Giờ chúng ta hãy cùng tạm gác lại những vấn đề lằng nhằng phức tạp ở trên để cùng bước sang một phần còn lằng nhằng phức tạp hơn nữa, đó là phần loại tsundere. Tsundere không chỉ gói gọn ở một loại duy nhất mà còn phân ra thành rất nhiều loại khác nhau nữa các bạn ạ. Tôi ban đầu cũng chẳng muốn liệt kê cái phần này vào video lắm đâu, nhưng mà một phần vì sợ các bạn thắc mắc và một phần cũng muốn các bạn có thể nắm rõ hết thông tin, nên giờ chúng ta sẽ đi vào những cái căn bản nhất và gói gọn nhẹ nhàng. Về cơ bản, chúng ta có thể chia tsundere ra làm hai loại nhỏ hơn là sơn sơn và dere. Việc này dựa vào tính chất và đặc điểm của nhân vật được xây dựng, thiên về mặt nào hơn giữa sơn và dere. Sơn sơn là kiểu nhân vật thô lỗ, khô khan, cộc cằn theo mặc định. Những nhân vật được phân theo loại này thường rất nóng tính, thái độ có thể nói là như cái đầu hay chửi bới móc mỉa người khác và chẳng bao giờ chịu nghe lời bất kỳ một ai. Bởi tính khí nóng như kem nên họ thường hay thất thường trong cảm xúc, kém trong việc kiểm soát cơn giận nên hơi tí là ngoạc cái mồm lên mà chẳng vì lý do gì. Chính vì vậy nên họ cũng thường tự làm mình dễ bị tổn thương. Những người kiểm soát được họ phải thuộc dạng thực sự thân thiết hoặc là đối tượng gây ấn tượng về mặt tình cảm thì may ra lôi được một tí 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 mặt đê rê của họ ra ngoài. Ví dụ như là Taiga Aisaka trong Toradora, Amy Yusa trong Ma Vương Đi Làm hay là Maka Alban trong Soul Eater. Dere thì chắc không phải nói nữa rồi. Đây là phiên bản ngược lại hoàn toàn của Sơn Sơn, khi nhân vật mặc định sẽ vô cùng đáng yêu và ngọt ngào. Nhưng đừng để vẻ bề ngoài đáng yêu dễ thương như vậy đánh lừa, vì sâu thẳm bên trong họ là một con thú dữ tợn, sẵn sàng giết bất cứ đứa nào bổ láo. Tuy nhiên mặt này của họ thường chỉ xuất hiện trong những trường hợp đặc biệt như là xấu hổ chẳng hạn. Ví dụ điển hình ta có Minori Kushieda trong Toradora, nữ chính của Thủy Thủ Mặt Trăng, hay Uzuki Shimamura trong Love Live Idol. Đến đây chắc có lẽ là đã hết rồi phải không nhỉ? Giờ anh em có thể tự mình đánh giá nhận biết ai là tsundere và họ thuộc dạng tsundere kiểu nào rồi đúng không? Thế chắc là tôi không phải liệt kê ra thêm một số kiểu sơn và dere thường thấy nữa nhỉ? Nhưng mà thôi, để các bạn không phải mò mẫm nhiều, chúng ta có một số dạng như sau. Đối với sơn chúng ta có thể bắt gặp kiểu nạnh nùng, kiểu khiêu khích, kiểu bạo lực và kiểu độc tài. Đối với dere chúng ta từng thấy kiểu thương hại, kiểu phụ tá, kiểu huấn luyện viên, kiểu y tá và kiểu cố vấn. Còn lại mỗi kiểu này là gì và như thế nào thì các bạn có thể tự hiểu qua tên gọi hoặc tự mình tìm hiểu rõ hơn nhé. Và vậy là video đến đây là hết rồi. Nhìn thì có vẻ hơi lằng nhằng phức tạp một chút, nhưng bản chất của tsundere cũng khá là dễ hiểu thôi các bạn ạ. Cứ hiểu đơn giản là một đứa bên ngoài nóng, bên trong lạnh, bên ngoài cứng như đá, bên trong lại mềm như bún. Theo như quan sát của tôi thấy, đa phần tiếp nhân vật kiểu này rất dễ đổ. Chỉ cần đối tượng tình cảm của họ thực sự chủ động cầm cương một chút thôi là họ sẽ dễ dàng xiêu lòng ngay lập tức. Cho dù ngoài mặt vẫn đang cố tỏ ra mình chẳng hề quan tâm và phản đối bằng mọi thể loại câu từ, nhưng mặt biểu cảm, nét mặt của họ và sự ngập ngừng trong ăn nói quá đủ để họ lộ ra bản chất thực sự cũng chỉ là một con cá con thôi. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một dạng bá đạo hơn, kinh khủng hơn, đáng sợ hơn và chết người hơn theo nghĩa đen của dere. Chắc anh em cũng đoán mò ra được là gì rồi nhỉ? Vậy nhá, còn giờ thì xin phép được gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. À mà đừng quên bấm like, share và subscribe để ủng hộ kênh nữa nha. See ya!